Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Thủ tướng Ấn Độ cảnh cáo Trung Quốc chuẩn bị trả đũa kinh tế. Thủ tướng Narendra Modi hôm 19 tháng 6 năm 2020 khẳng định Ấn Độ bị tổn thương và phẫn nộ sau vụ đụng độ đẫm máu ở biên giới với quân Trung Quốc, cảnh báo rằng quân đội Ấn Độ được toàn quyền đáp trả mọi hành động bạo lực. New Delhi cũng chuẩn bị trả đũa Bắc Kinh. Ông Modi đã mời lãnh đạo các đảng đối lập để thảo luận về tình hình sau khi Trung Quốc thả 10 quân nhân Ấn Độ bị bắt trong vụ đụng độ, có 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng và 18 người bị thương, còn Trung Quốc không cho biết thiệt hại nhưng theo báo chí Ấn Độ thì có ít nhất 40 lính Trung Quốc bị chết hoặc bị thương nặng. Chính phủ Ấn tố cáo một hành động đã được dự tính của Trung Quốc. Hàng ngàn người dân đã dự đám tang những quân nhân Ấn tử thương, đã có nhiều lời kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc, cờ Trung Quốc và chân dung Tập Cận Bình bị đốt tại nhiều thành phố. Lính Trung Quốc dùng gậy sắt hàng đinh tấn công binh sĩ Ấn Độ, tay không tất sắt các cựu binh Ấn Độ đã chỉ trích quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc về tính mang rợ và vi phạm các quy tắc sử dụng vũ khí thô chống lại các binh lính Ấn Độ không vũ trang sau khi 20 người bị sát hại tại khu vực tranh chấp biên giới hai nước đêm ngày 15 tháng 6. Các binh sĩ của chúng tôi không mang theo gậy gộc hay bất kỳ loại vũ khí nào như vậy, nhưng binh lính Trung Quốc đã thủ sẵn những cây gậy sắt hoặc gậy kim loại gắn đinh tua tủa hoặc gậy gỗ bọc quanh bởi dây thép gai và một loại số vũ khí khác, và họ đã tấn công sĩ quan, chỉ huy và người dân của chúng tôi. Trung tướng đã nghỉ hưu Rakesh Sharma, người trước đây từng phục vụ trong quân đội Ấn Độ tại cùng địa điểm, trao đổi với The Epoch Times qua điện thoại từ New Delhi. Úc hứng chịu tấn công mạng quy mô lớn, thủ phạm có thể là Trung Quốc. Một loạt các tổ chức chính trị và ở khu vực tư nhân tại Úc đã bị tấn công mạng quy mô lớn, bởi chính phủ hải ngoại. Thủ tướng Úc Morrison và Bộ trưởng Quốc phòng Reynolds tiết lộ hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 6 trong một cuộc họp báo. Theo The Guardian, chính phủ Úc không chỉ đích danh quốc gia chịu trách nhiệm cho việc này, ngoại trừ việc nói đó là thủ phạm ở quy mô chính phủ với thực lực rất lớn. Thủ tướng Morrison đã từ chối trả lời một câu hỏi cụ thể về việc liệu đây có phải là Trung Quốc hay không. Sau nhiều tháng căng thẳng trong mối quan hệ song phương Trung-Úc, nhưng các chuyên gia an ninh sau đó cho biết họ tin rằng Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là những quốc gia duy nhất phù hợp với mô tả của ông Morrison. Peter Jennings, người đứng đầu Viện Chính sách Chiến lược của Úc và là cựu quan chức quốc phòng cao cấp, cho rằng cần xét đến yếu tố, động lực, mục đích và mục tiêu. Nhưng ông cho rằng chỉ có một quốc gia có kỹ năng chiều sâu về năng lực cũng như động lực thực sự để làm điều này đó là Trung Quốc. Triều Tiên chuẩn bị chiến dịch rải truyền đơn chống Hàn Quốc. Triều Tiên đang chuẩn bị rải truyền đơn chống Seoul vào Hàn Quốc. Truyền thông nhà nước KCNA cho biết hôm thứ Bảy, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai miền, những người Triều Tiên giận dữ hiện đang chuẩn bị đẩy mạnh việc rải một số lượng rất lớn truyền đơn vào miền Nam, hãng tin KCNA cho biết. Bình Nhưỡng gần đây đã đưa ra một loạt những chỉ trích Seoul liên quan đến các tờ rơi chống Triều Tiên. Những người đào thoát sang Hàn Quốc thường xuyên gửi qua biên giới, thường được gắn vào bóng bay rồi cho bay qua Triều Tiên. Các thông điệp với bày vấn nạn vi phạm nhân quyền của Kim Jong-un và tham vọng hạt nhân của nhà độc tài này. Trước đó, Triều Tiên đã cho nổ văn phòng liên lạc chung giữa hai miền và đe dọa tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực biên giới chung. WHO nói thế giới đang trong giai đoạn mới và nguy hiểm của COVID-19. Đại dịch coronavirus đã tiến vào một giai đoạn mới và nguy hiểm khi số ca COVID-19 được ghi nhận hàng ngày đạt mức cao kỷ lục. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo hôm thứ sáu, theo CNBC, số lượng các ca nhiễm mới trong một ngày được báo cáo hôm thứ năm là nhiều nhất từ trước đến nay ở mức 150.000 ca. Tổng giám đốc WHO Tedros cho biết trong một cuộc họp báo, gần một nửa tổng số ca nhiễm mới được báo cáo từ Châu Mỹ. Ông Tedros nói, với một số lượng lớn đến từ Nam Á và Trung Đông. Brazil vượt mốc một triệu ca nhiễm Covid-19. Bộ Y tế Brazil hôm thứ Sáu đã báo cáo 54.771 ca lây nhiễm Covid-19 mới, mức tăng kỷ lục theo ngày đã đưa số tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lên tới 1.032.913 theo CNN. Đại dịch COVID-19 đang nhanh chóng lan rộng ở Brazil mà không có dấu hiệu chậm lại khi các thành phố lớn dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội và bắt đầu mở cửa lại các nhà hàng, cửa hàng và các doanh nghiệp không thiết yếu khác. Nhiều chuyên gia tin rằng số ca lây nhiễm ở Brazil có thể vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia bị virus tấn công nặng nhất. Tokyo khôi phục hoàn toàn hoạt động kinh doanh. Nhật Bản hôm thứ Sáu, 19 tháng 6, đã dỡ bỏ các khuyến cáo du lịch quốc nội do COVID-19 nhằm vực dậy nền kinh tế ảm đạm. Thủ đô Tokyo cũng đã dỡ bỏ yêu cầu đóng cửa tạm thời tại các sự kiện âm nhạc, các hộp đêm và các địa điểm giải trí khác trong thành phố, theo Straight Times chúng ta sẽ nâng cao mức độ các hoạt động kinh tế và xã hội hơn chút nữa, Thủ tướng Shinzo Abe nói hôm thứ Năm 18 tháng 5, khi ông tuyên bố kế hoạch mở cửa biên giới đất nước cho khách du lịch kinh doanh. Tránh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói cho một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng nguy cơ lây nhiễm không thể giảm xuống mức không, nhưng chúng ta có thể phấn đấu cho một lối sống mới cho phép chúng ta nâng cao mức độ hoạt động kinh tế, xã hội trong khi vẫn có thể kiểm soát nguy cơ lây nhiễm. Hội đàm Pompeo và Dương Kiết Trì thất bại. Mỹ nói tuyên bố của Trung Quốc phiến diện không thực tế. Ngày 17 tháng 6, cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc Dương Thiết Trì được cả thế giới quan tâm đã diễn ra tại Hawaii, Hoa Kỳ. Quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ rằng Hoa Kỳ cảm thấy thất vọng với cuộc đàm phán lần này. Phía Trung Quốc không có thiện chí giải quyết vấn đề. Ông cũng nói rằng hy vọng Bắc Kinh sẽ hiểu được những gì họ đang làm bây giờ, căn bản là bất lợi đối với họ. Theo phân tích của ngoại giới, kết quả của cuộc đàm phán này là cả hai bên Mỹ-Trung đều ngã bài. Cuộc gặp gỡ tại diễn ra tại căn cứ không quân Mỹ ở Trăng Châu Cảng, Hawaii trong 7 giờ đồng hồ. Theo trang The New York Times, trợ lý bộ trưởng ngoại giao phụ trách khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương, David Stilway, bày tỏ với truyền thông hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ cảm thấy thất vọng với thái độ của phía Trung Quốc. Ông Stilway nói rằng mặc dù Trung Quốc đã đưa ra cam kết vô cùng rõ ràng và sẽ thực hiện giai đoạn đầu của Hiệp định Thương mại, Hoa Kỳ nhận thấy bên phía Trung Quốc không có thể hiện mong muốn giải quyết vấn đề. Ngoài các tuyên bố chính thức của hai nước ra, Thúy Mỹ nói hai bên không đạt được tiến triển trong các vấn đề gây tranh cãi khác. Điều này khiến cho mối quan hệ hai bên xuống mức thấp nhất. Ông cũng nói rằng, trong tất cả các đề tài thảo luận lần này, Trung Quốc không có sự chân thành trong giải quyết vấn đề. Ông luôn hoài nghi các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông gọi các tuyên bố đó là rất phiến diện, khắc khe và không thực tế. Covid-19 có thể không bao giờ chấm dứt bởi nhiều người không có khả năng sinh kháng thể. Hôm 9 tháng 6, MedRxiv, trang web chuyên đăng tải các nghiên cứu y học chưa được bình duyệt, đã đăng tải nghiên cứu của hai nhà khoa học Mỹ và Trung. Họ phát hiện ra rằng chỉ có 4% những người nhiễm virus SARS-CoV-2 không triệu chứng có khả năng sinh sản kháng thể. Tuy nhiên, những kháng thể này cũng không phát huy tác dụng bảo vệ lâu dài trên cơ thể người. Và họ đi đến kết luận nhân loại rất có thể sẽ vĩnh viễn không thể phát triển khả năng miễn dịch với SARS và COVID-2. Nói cách khác, dịch COVID-19 sẽ không bao giờ chấm dứt. Theo tờ South China Morning Post, các nhà nghiên cứu đã quan sát xem liệu các nhân viên y tế tại các bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19 ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch đã phát triển các kháng thể hay chưa. Theo báo cáo, nghiên cứu được thực hiện bởi bác sĩ Wang Xinxi từ bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán và các nhà khoa học từ Đại học Texas Gamverson Mỹ. Họ đã thu thập mẫu xét nghiệm của 23.000 nhân viên y tế và nhân viên vệ sinh bệnh viện đa khoa ở Vũ Hán. Kết quả cho thấy, ít nhất 25% trong số họ đã từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc và điều trị cho bệnh nhân nhưng tính đến tháng 4 năm nay, chỉ có khoảng 4% trong số họ xuất hiện kháng thể IgG. Bài viết kết luận, mọi người không có khả năng tạo ra các kháng thể bảo vệ lâu dài chống lại virus này. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.